Chiều ngày 15 tháng 1, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng. Bốn đối tượng này đều là người ở các tỉnh phía Bắc, và đây thuê nhà và tổ chức cho vay nặng lãi. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 11 năm 2020 đến nay, các đối tượng trên đã cho 37 người vay tiền trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền cho vay trên 320, 12 triệu đồng, với lãi suất từ 360% đến 480% một năm gấp từ 18 đến 24 lần so với lãi suất theo quy định, tổng số tiền thu lợi bất chính trên 65 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.